Ngày 15 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho các tổ chức và cá nhân. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco Trần Bá Dương và Thaco nhận huân chương lao động hạng nhất. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Thaco ông Nguyễn Hùng Minh được trao tặng huân chương lao động hạng 3. Hành trình hơn 20 năm hình thành và phát triển của Thaco gắn liền với sự lãnh đạo và điều hành của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Bá Dương. Khởi đầu với một xưởng sửa chữa ô tô nhỏ, đến nay Thaco đã trở thành công ty lớn nhất Việt Nam về sản xuất lắp ráp và phân phối ô tô với hơn 18.000 cán bộ công nhân viên. Thaco cũng mở rộng đầu tư sang các ngành nghề khác như bất động sản, nông nghiệp, logistics, thương mại dịch vụ và du lịch. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, Thaco cũng chú trọng việc chia sẻ trách nhiệm với xã hội khi mỗi năm luôn dành hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động an sinh.